sự không biết nói gì hơn cả. Xin chúc mừng các đồng chí. Đó là một sự quyết tâm rất lớn của lãnh đạo bệnh viện, của các đội ngũ thầy thuốc, của cái sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa phòng và sự nỗ lực rất lớn của trung tâm hỗ trợ sinh sản và nam học.